Gặp Được Em Giữa Biển Người là bộ phim ngôn tình mới nhất của Đặng Siêu Nguyên và Trương Hy Dã, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Nam Thần Ngạo Kiều Ở Nhà Tôi Nói Yêu Em 99 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước của đôi oan gia Tô Trì Niệm và Tống Thành Xuân. Cả hai người vô tình gặp gỡ và quen biết nhau trong một tình huống vô cùng trớ trêu. Tô Trì Niệm xin ở nhờ nhà Tống Thành Xuân vì một lý do rất đặc biệt nào đó mà chỉ anh mới biết. Tuy cách mặt nhau và không hề hòa hợp, trong quá trình chung sống với nhau, giữa họ đã xảy ra vô vàn những tình huống cực kỳ hài hước và đáng yêu. Từ hai con người xa lạ và không ưa gì nhau, họ đã dần tìm được điểm tốt của đối phương, bị thu hút và yêu nhau lúc nào không hay. Tô Trì Niệm ngay từ đầu đã yêu Tống Thành Xuân vì cô là người duy nhất tin tưởng anh, kể cả khi cả thế giới quay lưng với anh. Còn cô lại không biết anh là ai. Thật may mắn là duyên phận đã đưa họ đến gần nhau, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.